Rồi hai anh em thì dụng cụ đóng đinh ST18 sử dụng để đóng nẹp điện mình đã về hàng lại rồi ha. Thì đây là cái hộp dụng cụ của mình, đây ST18. Thì anh em nào mà quan tâm những cái sản phẩm mà đóng nẹp điện để mà khi công không cần khoan á, thì đây là cái sản phẩm mà mình thấy sử dụng khá là hữu dụng ha, dành cho anh em là làm điện nè, làm camera với điện làm điện lạnh, thì các anh em đều luôn luôn là sử dụng là để đóng nẹp điện ha. Thì ngoài cái cách mà anh em sử dụng băng keo dán vào nẹp á, thì cái cách mà sử dụng búa đóng đinh á mà để đóng vào tường thì mình thấy là cái phương pháp này cũng khá là hiệu quả ha. Thì bên trong hộp á nó sẽ có là một cái dụng cụ đóng đinh và hai cây lục giác này á anh em có thể giữ lại để làm gì, để mà khi cái trường hợp mà đinh anh em đóng mà bị kẹt ở vị trí này nè, thì mình có thể mở hai cái con ốc ba ốc này ra để mình lấy đinh kẹt ra ha. Đây, nhưng mà mình có thể bỏ cái này đi, tại vì hồi anh em đi làm đều đem theo cho mình một cái bộ lục giác mà ha. Rồi thì đây là cái dụng cụ đóng đinh của mình. Cái mẫu này anh em nó nâng cấp hơn cái mẫu cũ á, là nó có thêm một cái bát đây ha. Thì cái bát này á giúp cho anh em khi mà cầm nắm vậy nè mà mình đưa vào tường á, mình thao tác á, thì cái vị trí này dưới cái điểm G ra này, dưới cái đầu của đinh á, đầu đóng đinh á, nó sẽ là cái mặt phẳng ha, anh em cầm cho nó chắc hơn, để tránh trường hợp mà khi mà anh em đóng đinh mà cái tay anh em rung lắc vậy nè thì mình đóng dễ gãy cái ti này lắm ha. Rồi thì đây là cái dụng cụ mình có thể xem một lần nữa ha, đóng đinh ST18 nè, thì nó có thể đóng được đinh ST18 và đinh ST15. Rồi bây giờ mình sẽ, anh em muốn mở cái hộc để đinh ra, anh em bóp cái lưỡi đây ha. Đây, cái khay đinh nó sẽ mở ra và mình cho đinh vào xong rồi mình sẽ đóng lại. Bây giờ mình sẽ giới thiệu cái hộp đinh cho anh em xem ha. Đây là cái hộp đinh ST18. Thì nhờ anh em mua những cái sản phẩm bên mình á thì mình sẽ bán gửi hết á. Anh em nào muốn mua cái chọn bộ á thì mình sẽ gửi cho anh em chọn bộ, còn anh em nào chỉ mua dụng cụ đóng đinh á hoặc là chỉ mua hộp đinh thôi thì mình sẽ bán lẻ ha. Anh em nhớ là lựa chọn cái sản phẩm cho phù hợp nha. Tại vì nhiều khi anh em đã mua cái dụng cụ đóng đinh rồi thì anh em chỉ muốn mua cái hộp đinh thôi, hoặc là ngược lại đó ha. Đây là đinh ST18 này, thì mình sẽ mở cái hộp nó ra. Đây đi, mở hộp nó ra và trong đây nó sẽ có khoảng 400 cây đinh ST18 anh em. Nó sẽ để trong từng cái dãy như thế này nè. Mình chỉ cần lấy cái dãy đinh này mình cho vào cái dụng cụ đóng đinh, thì anh em nhớ là cái mũi đầu đinh này nè nó sẽ cùng hướng với cái mũi của cái dụng cụ đóng đinh ha. Đây mình cho vào, mình để lên và mình khóa lại thôi. Đó, cho cái gà này nó gà lại là được ha anh em. Rồi, khi mà anh em đóng á thì thao tác chúng ta chỉ cần là kéo cái ti này lên, và anh em chỉ cần là lấy búa mình đóng qua. Đó, khi anh em đóng á thì đinh nó sẽ văng ra. Cái vị trí nào mà anh em đóng tường nó chưa sát á thì mình cứ để như vậy ha. Mình cầm cái dụng cụ đóng đinh, mình đưa lại cái cây đinh mà nó bị lòi ra, mình đóng thêm vài cái nữa cho cái cây đinh này nó sát vô mặt tường luôn, sát vô nẹp hả, khá ok ha. Thì khi mà anh em đi làm á, mình chỉ cần đem theo một cái dụng cụ đóng đinh này nè, nó khá là gọn ha, nó gọn, nó thao tác gọn và nhanh hơn nhiều so với cái việc mà anh em cầm cái máy khoan mình khoan. Mặc dù á anh em mà cầm khoan đóng tắt dây thì nó sẽ chắc chắn hơn nhiều, nhưng mà khi mà anh em sử dụng cái dụng cụ đóng đinh này nè, trên cái cây nẹp mình đóng chừng 5-7 cây đinh đó thì nó vẫn đảm bảo ha anh em, vẫn là rất là chắc chắn và còn sạch sẽ nữa. Những cái vị trí ví dụ như là mình đắp nẹp điện trên những cái tủ nè, hay là trong cái phòng ngủ á, thì nhiều khi mình khoan á thì khách rất là ngại ha. Thì qua đó mình sử dụng cái dụng cụ này thì nó rất là hiệu quả luôn, cũng như là tăng cái năng suất nữa. Anh em nào mà anh em lưu ý á, khi mà chúng ta đóng á thì cái việc cầm chắc cái dụng cụ đóng đinh này nó rất là quan trọng ha. Mình đừng có lắc qua lắc lại, tại vì á mình sử dụng cái cây này mình đóng là khoảng cái này khoảng 4 tới 5 hộp này đinh đó, nhưng mà cái ti đóng nó vẫn rất là ok. Còn những anh em khác mua về nhiều khi là đóng mới có vài cái đinh mà nó bị gãy, thì mình xem lại á, thì thường anh em đóng á, lúc mà anh em đóng á là đóng vào tường bê tông thì nó rất là chắc ha. Mình đóng cỡ khoảng nửa cái đinh là được rồi anh em, là cái cây nẹp mình cũng rất là chắc rồi. Với cái nữa là khi anh em đóng mà mình nhớ là cầm chắc ha, mình đừng có lắc qua lắc lại như thế này, mình cầm cái búa mình đóng không có chuẩn á, thì giống như cái đinh mình vậy thôi, mình đóng chuẩn thì cái đinh nó vô hết, còn mình đóng không chuẩn thì cái đinh nó bình của mình nó sẽ bị cong, và còn cái hàng này á thì nó sẽ bị gãy ha. Nhưng mà khi mà anh em đóng mà bị gãy á thì mình sẽ có bán gời cái ti này cho anh em đó,
thì nói chung cũng thoải mái anh em. Rồi, cảm ơn anh em.